Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được chia sẻ chủ đề giấy tờ chuẩn bị khi mở hồ sơ diện F2A đối với trường hợp con dưới 21 tuổi của thường chủ nhân. Những giấy tờ được chia sẻ chỉ áp dụng trong giai đoạn đầu của hồ sơ. 1. Đối với cha mẹ ở Mỹ, người bảo lãnh, chúng ta sẽ điền form I-130, đơn bảo lãnh thân nhân, kèm chữ ký gốc. Đường dẫn, truy cập vào mẫu form, được Thắng hiển thị như trên màn hình. Form I-130 có mẫu như trên màn hình. Và hướng dẫn cách điền mẫu form này, Thắng cũng đã có video chi tiết nhất. Mọi người có thể tìm và xem trên kênh của Thắng. Cha mẹ ở Mỹ cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh người ở Mỹ đang trong tình trạng thường trú nhân, bao gồm bản sao thẻ xanh, bản sao passport có đóng dấu mộc oval I-551 của Hải quan Mỹ khi nhập cảnh tại sân bay, dành cho trường hợp thẻ xanh chưa về kịp. Cần chuẩn bị bản sao giấy khai sinh ở Việt Nam, bản trích lục cộng bản dịch thuật công chứng. Cha mẹ ở Mỹ cần chuẩn bị giấy đăng ký kết hôn nếu có, bản trích lục cộng bản dịch thuật công chứng. Giấy ly hôn nếu có, bản trích lục cộng bản dịch thuật công chứng. Đối với người con ở Việt Nam, người con dưới 21 tuổi cần chuẩn bị bản sao giấy khai sinh, bản trích lục cộng bản dịch thuật công chứng. Bản sao giấy khai sinh, các người con đi theo, bản trích lục cộng bản dịch thuật công chứng nếu có, nhưng không được đăng ký kết hôn. Người con ở Việt Nam cần chuẩn bị photo tranh passport có hình, sổ hộ khẩu, hình chụp chung với cha mẹ ở Mỹ. Trong trường hợp nếu là cha bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, cần có giấy xác nhận của mẹ cho con đi theo cha. Nếu là cha bảo lãnh cho con chưa đăng ký kết hôn, không được nhận là con hợp pháp. Trước khi đứa trẻ được 18 tuổi, phải nộp thêm bằng chứng để chứng minh mối quan hệ cha con sống chung nhà, cung cấp tiền nuôi con. 3. Lệ phí. Nộp phí bảo lãnh $535. Nếu nộp phí bảo lãnh bằng check, set hoặc money order, thì nộp kèm theo trong hồ sơ. Tên người thụ hưởng trên check, set hoặc money order được hiển thị như trên màn hình. Có nghĩa trong trường hợp này chúng ta nộp phí $535, chúng ta nộp bằng một cái tấm séc nào đó thì chúng ta sẽ kèm theo trong cái hồ sơ khi chúng ta gửi về cho sở di trú Mỹ. Trong trường hợp nếu cha mẹ nộp phí bảo lãnh bằng thẻ credit card thì điền thêm form G1450. Đường dẫn truy cập vào mẫu form được hiển thị như trên màn hình. Form G1450 có mẫu như trên màn hình. Địa chỉ nộp hồ sơ ghi hoài bì thư. Trong trường hợp này thì Thắng xin được hướng dẫn mọi người cách gửi hồ sơ qua đường bưu điện cho sở di trú Mỹ. Nếu bạn đang sống ở những bang được hiển thị như trên màn hình. Thì gửi hồ sơ đến địa chỉ như trên màn hình. Nếu bạn đang sống ở những bang được hiển thị như trên màn hình.
thì gửi hồ sơ đến địa chỉ như trên màn hình. Nếu bạn đang sống bên ngoài Hoa Kỳ thì gửi hồ sơ đến địa chỉ như trên màn hình. Thắng vừa chia sẻ xong những giấy tờ cơ bản cần chuẩn bị ban đầu khi mở hồ sơ cho diện F2A, trường hợp con dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Để đi sâu vào diện hồ sơ này, Thắng cũng đã có nhiều video nói về diện hồ sơ này. Cô chú, anh chị và các bạn có thể tìm và xem trên kênh của Thắng.